Chiều qua, Viettel Hưng Yên tổ chức trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng khi tham gia chương trình khuyến mại lên 4G, lên đời và Tết ai cũng có quà. Chương trình lên 4G lên đời được Viettel Hưng Yên triển khai từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, áp dụng cho khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel. Chương trình Tết ai cũng có quà dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ di động trả trước, Internet và truyền hình số Viettel trong thời gian từ ngày 15 tháng 1 năm 2024 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024. Có gần 19.000 khách hàng, tương ứng với gần 19.000 mã dự thưởng. Qua 3 đợt quay số trúng thưởng, chương trình lên 4G lên đời xác định được 10 khách hàng may mắn trúng các giải thưởng, trong đó có một giải đặc biệt là xe máy Honda Vision phiên bản thể thao trị giá 36,5 triệu đồng thuộc về khách hàng Nguyễn Thị Thuấn ở xã Song Mai, huyện Kim Động. Đối với chương trình Tết ai cũng có quà, Viettel Hưng Yên đã trao giải nhất trị giá 50 triệu đồng cho khách hàng Nguyễn Hải Hưng ở phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào.